Diễn viên Jim Carrey và Jeff Daniels xuất hiện tại buổi ra mắt phim Dumb and Dumber, tin từ Los Angeles. Các tài tử Jim Carrey, Jeff Daniels đã có mặt tại buổi ra mắt của bộ phim siêu ngốc gặp nhau phần 2, tức Dumb and Dumber 2 ở Los Angeles. Jim và Jeff xuất hiện trong bộ trang phục nổi bật trên một chiếc xe được trang trí thành một chú chó biểu tượng của bộ phim. Dumb and Dumber 2 là phần tiếp theo của bộ phim Dumb and Dumber sản xuất năm 1994. Sau 20 năm kể từ phần đầu, Dumb and Dumber Stuck on You ra mắt năm 1994, danh hài Jim Carrey mới tiếp tục trở lại phần thứ hai. Hai thập kỷ trôi qua từ ngày Lloyd Christmas gặp Harry Dunn, mọi thứ dường như đều thay đổi trừ việc cả hai vẫn ngốc đến mức kinh điển. Lloyd đang thẫn thờ sau khi bị Mary từ chối, trong khi sức khỏe của Harry giờ đây đã suy yếu và cần được thay thận, nhưng chẳng có người hiến tặng phù hợp. Ngay lúc bế tắc thì Harry bất ngờ phát hiện ra là mình có một cô con rơi, chưa một lần gặp mặt. Hai anh chàng này đã lập tức lên đường với hy vọng là nhận được sự giúp đỡ của cô con gái. Hành trình tìm kiếm giọt máu thất lạc, sau đó đã đưa hai chàng ngốc thoát khỏi viện tâm thần và có mặt tại một hội nghị thượng đỉnh quy tụ những bộ óc xuất sắc trên thế giới. Bộ phim được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 14 tháng này.